Chúng ta coi tiếp đoạn dưới đây. Đoạn thứ ba, bính. Đều là những lời bậc cổ đức dạy. Chuyên tiếp thượng căn, bàn cặp trung hạ. Thử thuyết tùng văn tự, biểu diện thượng. Tư đồng ư giáp nhi, phản ư ất. Giáp là đoạn thứ nhất, ất là đoạn thứ hai. Hình như rất gần với đoạn thứ nhất, không tương ưng với đoạn thứ hai. Đoạn thứ nhất là thượng bối giảng sanh duy thị Bồ Tát. Bạn xem chuyên tiếp thượng căn, nhưng mà bên dưới lại là bàn cặp trung hạ. Nhìn từ văn tự mà nói thì hình như là như vậy, nhưng trên thực tế thì sao? Trên thực tế lại bất đồng. Thật tắc giữ ất đồng, giống như đoạn thứ hai, bổn vi phàm phu, kim vi thánh nhân, đồng với đoạn này. Chủ ngã bối phàm phu, quân hà trực đăng cửu phẩm, cố giữ giác căn bản tương vi giả. Ý nghĩa tương di với đoạn thứ nhất, và ý nghĩa tương đồng với đoạn thứ hai. Chủ trương rằng phàm phu chúng ta có thể trực đăng cửu phẩm, chính là lời dạy của Thiện Đạo Đại Sư. Giảng sanh cửu phẩm ở chỗ ngộ duyên bất đồng. Nếu như bạn gặp được nhân duyên thù thắng, thì bạn sẽ được thượng thượng phẩm giảng sanh. Cho nên, vấn đề liên quan đến ngộ duyên rất quan trọng. Từ xưa đến nay, chư vị tổ sư thường nói đại phước đức, đại nhân duyên. Điều này thật sự không thể nghĩ bàn. Nếu bạn nhận biết được thì đó là đại trí huệ. Nếu bạn nắm bắt được cơ hội này, không để mất cơ hội, thì đó là phước báo lớn. Chúng ta thấy từ những ví dụ của người xưa, thân cận thiện tri thức, có người suốt cuộc đời không rời xa. Tăng đoàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, những người đệ tử Ngài đã làm mẫu mực cho chúng ta thấy. Những người đó họ biết được Đức Thế Tôn là vị thầy tốt, biết được Đức Thế Tôn là vị đại thiện tri thức. Nên thân cận Ngài, không rời xa Ngài. Trong số đệ tử có người theo Ngài mười mấy năm, hai mươi mấy năm, ba mươi mấy năm. Có người theo Ngài suốt cuộc đời, đến khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn mới thôi. Đức Phật còn tại thế thì không xa rời Ngài một ngày nào hết. Ngày nay chúng ta biết được 1.255 vị này, trong đó có biết bao nhiêu vị là chư Phật Bồ Tát tái lai. Phàm phu không hiểu, họ đã làm mẫu mực để cho chúng ta thấy làm thế nào mới có thể thành tựu đạo nghiệp, thế nào gọi là hộ trì Phật Pháp. Cách làm của họ đã nói lên điều này. Người hướng đạo. Trong đó giống như diễn viên diễn kịch vậy. Có người thị hiện thông minh, trí huệ, thần thông, thì hiện những thứ này tất cả đều học với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thượng thượng căn,
chuyên tiếp thượng căn. Học với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có một số người thì hiện phàm phu, ngu si, động căn. Họ cũng một đời học với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không rời, bàn cập trung hạ. Chúng thường theo Đức Thế Tôn có hơn ngàn người, trong đó có đủ tam căn thượng trung hạ. Dưới đây đã nói lên điều này. Vì sao lại nói như vậy? Nói như vậy ở đây là chân tướng sự thật. Tăng đoàn thời đó thực sự là như vậy. Đảng thử vị chuyên tiếp thượng căn giả, cái khủng thế gian thiển kiến chi sĩ. Mỗi vị tịnh tông, nải trai công trai bà chi hành, nhi bỉ thị chi, cố tác thị thuyết dĩ tế chi giả. Đã nói lên dụng ý ở đây rồi. Sợ người ta nói pháp môn tịnh độ là chuyên tiếp dẫn những bà già, ông già. Còn người có trí huệ lớn, có phước đức lớn, họ không học pháp môn này. Làm khơi dậy lòng hoài nghi của người đời. Cho nên từ xưa đến nay, có rất nhiều người thông minh, có trí huệ, có địa vị, có phước đức lớn, đều quy y tịnh độ chuyên niệm Phật A-di-đà, làm mẫu mực cho người thế gian. Bởi vì kinh luận của tịnh độ thấy rất đơn giản. Bộ kinh này có chú giải. Nếu không có chú giải, chỉ xem bạch văn, một cuốn rất mỏng, người ta xem thường nó. Khi tôi mới học Phật, khởi lòng tin đối với tịnh tông đã mất khoảng thời gian khoảng 20 năm. Thầy Phương không giới thiệu cái này, không giới thiệu tịnh tông. Trương Gia Đại Sư cũng không giới thiệu tịnh tông. Khi tôi thân cận thầy Lý, thầy mới giới thiệu cho tôi biết. Tôi bán tín bán nghi. Thầy ấy đã dùng rất nhiều phương tiện thiện xảo để dạy tôi, nhưng tôi vẫn không hề lay động. Tôi đã từng nói với quý vị rất nhiều lần rồi, tôi tiếp nhận tịnh tông là do giảng kinh Hoa Nghiêm. Giảng kinh Hoa Nghiêm mười mấy năm, giảng được một nửa. Vào thời đó, giảng kinh Hoa Nghiêm một tuần giảng ba lần. Hai lần giảng về Bát Thập Hoa Nghiêm, một lần giảng về Tứ Thập Hoa Nghiêm. Cả hai đều giảng được khoảng một nửa. Trong kinh Hoa Nghiêm, thấy Ngài Văn Thù và Phổ Hiền đều phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Hơn nữa, dẫn theo trong Pháp hội Hoa Tạng gồm 41 vị Pháp thân đại sĩ đồng quy cực lạc. Về đó học với Phật A-di-đà,
Tôi đọc đến đoạn kinh này đã lãnh hội được ý nghĩa của nó một cách sâu sắc. Thế giới hoa tạng không tốt sao? Phật Tỳ Lô Giá Na không bằng Phật A-di-đà sao? Đây là những vấn đề của tôi. Vì sao Ngài Văn Thù và Phổ Hiền lại muốn dẫn hết những người đó về thế giới cực lạc? Sự việc này đã xuất hiện trong Kinh Hoa Nghiêm. Đương nhiên, cái lý này vẫn còn ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Đọc lại tỉ mỉ Kinh Hoa Nghiêm thì sẽ hiểu thôi. Bồ Tát ở thế giới hoa tạng đoạn tận 41 phẩm tập khí vô minh, cần phải ba đại A Tăng kỳ kiếp. Thời gian dài như thế, những vị Pháp Thân Bồ Tát này nếu như về thế giới Tây Phương cực lạc thân cận Phật A-di-đà, ở đó tu tập như các vị Pháp Thân Bồ Tát đây, thì 41 phẩm tập khí vô minh chỉ trong một thời gian ngắn là đoạn tận. Động tác này thật sự quá giỏi, đã nâng cao pháp môn Tịnh Độ. Chẳng những nâng cao bằng với Hoa Nghiêm mà còn siêu việt hơn Hoa Nghiêm nữa. Chỗ trở về cuối cùng của Hoa Nghiêm, sự thành tựu viên mãn là ở chỗ thập đại nguyện dương quy hướng cực lạc. Thế nên tôi đã quay đầu lại, thực sự đọc Tịnh Độ Ngũ Kinh. Đã có lòng tin vững chắc đối với Tịnh Độ Tông. Cho nên, tôi nghĩ đến những người xưa thường dạy, pháp môn này gọi là pháp khó tin. Con đường chính bản thân tôi đi, phải mất hơn 20 năm. Giảng Kinh Lăng Nghiêm, giảng Đại Ý Kinh Pháp Hoa, giảng Kinh Hoa Nghiêm, tôi mới làm quen với Tịnh Độ. Thật là không dễ. Nếu như tôi không có một số nền tảng của các bộ đại kinh này, thì đối với Tịnh Độ vẫn bán tín bán nghi. Sau này thấy rất nhiều các bậc cổ đức, chúng ta thật sự còn kém họ rất nhiều, theo không kịp. Họ đều chọn pháp môn này, tuyệt đối chẳng phải là ngu si đâu. Chắc chắn trong đó có lý do của họ. Khiến cho chúng ta tiếp nhận, thật sự tiếp nhận, nghiêm chỉnh học tập Tịnh Độ Ngũ Kinh giảng qua một lần. Ngay cả giảng sanh luận cũng giảng một lần. Kinh Di Đà và Kinh Vô Lượng Thọ là giảng nhiều nhất. Dưới đây dẫn chứng cuốn Di Đà Sớ Sao, như Di Đà Sớ Sao viết: hữu khởi tính nhân duyên phân sớ. Trong Sớ Sao, Liên Trì Đại Sư dẫn chứng khởi tính luận. Trong đoạn chú giải nhân duyên phần, sớ là chú giải. Minh tính dị sơ tâm,
hữu tứ chủng cơ. Ở đây nói đến căn cơ của chúng sanh bất đồng. Đây là tính vị sơ tâm. Dĩ lễ tán diệt tội bị sơ cơ. Đây là sự thật. Nhập môn ở đâu đây? Bắt đầu hạ thủ từ đâu? Từ lễ sám diệt tội. Chúng ta đối với Đại Thừa khó mà sanh khởi tính tâm như thế. Nguyên nhân là vì sao? Là vì nghiệp chướng sâu nặng. Cho mình là hay. Đối với các bậc hiền thánh cũng không để vào mắt. Bản thân chúng ta đều mắc phải căn bệnh này. Lễ sám là phương pháp diệt tội rất hay. Lễ sám là gì? Là thu tâm. Tôi học Phật, tôi vô cùng biết ơn Pháp Sư Sám Vân. Tuy Thầy không dạy tôi điều gì, tôi ở trong ngôi nhà tranh của Thầy hơn 5 tháng. Tôi công quả ở đó. Trong ngôi nhà tranh đó có tất cả 5 người. 3 người xuất gia, gồm Pháp Sư Sám Vân, Pháp Sư Bồ Diệu, Pháp Sư Đạt Tông. Không biết Pháp Sư Đạt Tông bây giờ còn hay mất. Pháp Sư Sám Vân và Pháp Sư Phổ Diệu đều giảng sanh cả rồi. Ngoài ra còn có một vị cư sĩ tên là Châu Kính Trụ. Năm đó ông ta 70 tuổi, còn tôi năm đó 30 tuổi, là người nhỏ tuổi nhất. Cho nên tôi làm công quả cho đạo tràng nhỏ này. Tất cả mọi công việc phục vụ trong đạo tràng đều do một mình tôi làm. Nấu cơm bằng củi. Vì ở trên núi nên không có điện cũng không có nước. Sau này chúng tôi đã nghĩ ra cách lấy nước. Chúng tôi dùng cây tre khoét thông mắt tre. Trên núi có một con suối, chúng tôi dùng ống tre để dẫn nước về. Nhưng mà trên núi có dã thú, nên chúng thường làm hư ống dẫn nước, lại phải lên núi để sửa lại. Đồ đốt phải đi lượm củi. Ở trên núi lá cây và cành cây rụng rất nhiều, nên lượm về đốt, tự mình trồng rau. Sống cuộc sống nông thôn ngày xưa. Tôi còn trẻ, những việc này tôi đã được học từ nhỏ. Tôi lo cho 3 vị Pháp Sư, 1 vị trưởng giả, 1 ông già. Ngôi nhà tranh này cách thị trấn Bộ Lý nhỏ. Tôi cũng không biết là bao nhiêu cây số nữa. Nhưng mỗi lần đến Bộ Lý mua rau, mỗi tuần đi một lần, phải mất một ngày đi bộ. Đi bộ từ nhà tranh đi đến Bộ Lý mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Quay về 3 tiếng nữa, tất cả là 6 tiếng. 2 tiếng đồng hồ là mua đồ. Mỗi tuần đi mua rau một lần. Rau xanh thì tự trồng.
Pháp sư Sám Chân giao bài tập cho chúng tôi là mỗi ngày lại Phật 800 lại, sáng sớm thức dậy lại 300, buổi trưa sau khi ăn trưa và dọn dẹp xong, sau khi dọn dẹp xong thì lễ Phật 200 lại, công phu tối là 300 lại trong nhà tranh. Vì buổi tối không có điện, không có đèn, cho nên đại khái khoảng 8 giờ tối là đi ngủ, 2 giờ sáng thức dậy. Thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong thì lại 300 lại. Lại 300 lại xong thì bắt đầu nấu ăn sáng. Khi ăn sáng, Pháp Sư Sám Dân rất chú trọng, mỗi sáng đều uống sữa đậu nành. Sữa đậu nành do chính mình xay. Buổi tối trước khi đi ngủ, lấy đậu nành và đậu phộng trộn đều rồi ngâm nước. Sáng hôm sau thức dậy thì xay đậu. Trong sữa đậu nành có đậu phộng nên uống rất ngon. Người xuất gia muốn sống một mình thì việc gì cũng phải biết làm mới được. Đó là vào thời chiến tranh, chúng tôi là những học sinh lưu vong, nên đã lập thành thói quen rồi. Giặt quần áo, may vá đều có thể làm được. Cho nên, hơn 5 tháng ở trên núi, tôi đã lạy mười mấy vạn lạy, dập đầu lạy mười mấy vạn lạy. Tiêu nghiệp chướng. Lễ sám diệt tội, thu phục được tập khí phiền não của chính mình. Đó là nền tảng cơ bản để tôi đến Đài Trung học giảng dạy. Nếu như không có nửa năm nghiêm chỉnh tu tập này, dưới sự hướng dẫn của Pháp Sư Sám Dân, khi đó, ở trên núi, Pháp Sư Sám Dân tu pháp môn tịnh độ. Thầy kêu tôi xem sớ sao, xem yếu giải, xem viên trung sao. Cho nên, đối với ba bộ chú giải này, tôi rất quen thuộc. Chính là học vào thời điểm đó. Đại cương của ba cuốn sách này, tôi đã vẽ thành sơ đồ. Khi đã vẽ được rồi, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mới biết được cái hay trong kinh điển của Đạo Phật. Thật sự bái phục sát đất. Ngoài những cuốn sách này ra, thầy ấy còn bảo tôi đọc cuốn Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Đó là thời khóa nửa năm của tôi ở trên núi. Có nền tảng này rồi, tôi đến Đài Trung học giảng kinh. Không bỏ phí thời gian. Phải nhập môn từ chỗ đó. Tiếp nhận sự huấn luyện cơ bản. Ngày nay, chúng ta có môi trường tốt như thế này. Vì sao sự tu học không tiến bộ? Nguyên nhân ở chỗ mọi người không nghiêm chỉnh lễ sám diệt tội. Nếu như bắt đầu hạ thủ công phu từ chỗ này thì tình hình sẽ khác rồi. Nghiêm chỉnh tu tập, một ngày 800 lạy là ít nhất. Vì tôi phải dùng rất nhiều thời gian lo cho cuộc sống của mọi người. Phục vụ ở trên núi chỉ có một mình tôi. Cho nên việc gì cũng phải làm. Đoạn dưới, dĩ tu tập dĩ quán bị trung cơ, dĩ cầu sanh tịnh độ bị thượng cơ. Bạn xem ba loại căn cơ thượng trung hạ.
sơ vị nghiệp chướng chúng sanh, trung vị phàm phu nhị thừa, thị tri Tịnh Tông thị Đại thừa Bồ Tát sở tu hỷ. Đây là lời trong Khởi Tín Luận sớ nói.